Các bạn thân mến, trận đấu giữa hai đội đại diện cho quân đội và công an được đánh giá sẽ diễn ra theo thế trận một chiều khi mà công an Hà Nội đang sở hữu phong độ tốt hơn vào lúc này. Trận derby thủ đô giữa thể công Viettel và công an Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày hôm nay, mùng 9 tháng 3. Kênh Điểm tin bóng đá sẽ cập nhật link xem sớm nhất để gửi đến quý vị và các bạn trong phần mô tả và phần top comment của video. Kính mời các bạn cùng đón xem. Thể công Viettel tiếp công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy là trận đấu diễn ra muộn nhất ở vòng 13 của V-League 2023-2024. Đây là màn so tài làm gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm của một thời kỳ lịch sử với những trận derby Hà Thành cực kỳ hấp dẫn tại đấu trường Quốc Nội. Dù từng có một giai đoạn cả hai tên tuổi lừng lẫy lần lượt vắng bóng trên bản đồ bóng đá Việt Nam, nhưng rồi thì nhờ quyết tâm của các bộ chủ quản cũng như là cả hai đội bóng đều lần lượt được hồi sinh và lần lượt gặt hái thành công. Trước trận này thì giới chuyên môn hiện là đang nghiêng về khả năng đội bóng ngành công an của huấn luyện viên Kiarisak sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Bởi vào lúc này thì họ đang sở hữu một lực lượng thi đấu nhỉnh hơn so với thể công Viettel, lại chơi khá ổn thời gian qua. Kể từ lúc giải đấu diễn ra trở lại hồi sau Tết thì công an Hà Nội chính là đội bóng thi đấu hiệu quả nhất tại V-League khi giành 10 điểm sau 4 trận. Với thành tích thắng 3 hòa 1, nhà đương kim vô địch V-League dường như đã tìm lại được bộ mặt thi đấu đáng sợ của mình. Và sẽ không bất ngờ nếu họ vượt qua được một thể công Viettel hiện là đang sa sút ở mùa bóng năm nay. Cũng trong hoàn cảnh thay tướng như công an Hà Nội, nhưng thành tích thi đấu của thể công Viettel thì lại hoàn toàn trái ngược 4 vòng đấu vừa qua. Trước màn so tài này, đội bóng áo lính chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa và 2 thất bại dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng. Rộng hơn thì trong 7 vòng gần nhất, Viettel cũng không biết đến mùi chiến thắng. Phong độ thi đấu tệ hại đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhà vô địch V-League năm 2020 tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Hiện tại thì họ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối Khánh Hòa là 2 điểm. Như vậy là không còn cách nào khác, thể công Viettel buộc phải vùng lên nếu không muốn phải tham gia cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn lượt về. Song thì với phong độ này, rất khó để cho họ có thể làm nên chuyện, nhất là khi đối thủ của họ, công an Hà Nội đang chơi cực tốt dưới thời huấn luyện viên Kiarisak. Mặc dù sở hữu đội hình không hề là thua kém công an Hà Nội về độ danh tiếng lẫn kinh nghiệm, nhưng vấn đề của đội bóng này chính là họ đang gặp bế tắc trong cách vận hành lối chơi, cộng thêm sự mờ nhạt của các ngoại binh. Điều đó cũng khiến cho đội bóng áo lính không còn thi đấu hiệu quả. Trong bối cảnh mà đang xếp áp chót chỉ hơn đội cuối bảng vỏn vẹn 2 điểm như đã nói ở trên, thầy trò ông Đức Thắng sẽ phải ra sân thi đấu hết mình với một tâm thế coi đây là một trận chung kết. Sẽ không dễ để cho họ đạt kết quả đề ra bởi đối thủ của họ, công an Hà Nội cũng cần 3 điểm để có thể tăng tốc thu hẹp khoảng cách với các đội đầu bảng. Một trận đấu hứa hẹn là hay và hấp dẫn. Và trong hiện tại, với ưu thế về lực lượng, nhiều khả năng chiến thắng sẽ nghiêng về các nhà đương kim vô địch. Người đại diện của Văn Lâm bất ngờ gặp câu lạc bộ Hà Nội. Các bạn thân mến, Andrei Golosin, người đại diện của thủ thành Văn Lâm đã có cuộc nói chuyện với giám đốc điều hành của câu lạc bộ nội. Hà Nội FC đã đón hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa là Ryan Hà từ Bình Dương và hậu vệ Tim Ho là tuyển thủ quốc gia Luxembourg. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn chưa có ý định dừng lại khi tiếp tục có thêm tin đồn về những bản hợp đồng mới. Gần như hoàn tất thương vụ Đình Bắc từ Quảng Nam thì mới đây Andrei Golosin, người đại diện của thủ môn Văn Lâm đã bất ngờ có cuộc gặp với giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Cuộc gặp gỡ này đã mở ra nhiều tin đồn thú vị. Không loại trừ khả năng đây không phải là một cuộc gặp gỡ đơn thuần. Việc Văn Lâm có thể chuyển đến Hà Nội FC cũng là hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng thủ đô cần một thủ môn xuất sắc để cạnh tranh chức vô địch. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa muốn một thủ môn chơi chân tốt nên thường xuyên để Văn Chuẩn bắt chính, nhưng cầu thủ này chưa đem lại được sự an tâm. Trong bối cảnh mà công an Hà Nội có Nguyễn Philip, Nam Định thì có Nguyên Mạnh, Hà Nội FC đương nhiên cũng muốn có một thủ môn giỏi trong đội hình để có thể tiếp tục đua tranh chức vô địch. Ngoài ra thì cũng có thể Andrei Golosin sẽ giới thiệu cho Hà Nội FC một số cầu thủ khác. Trên trang Facebook cá nhân của mình thì người đại diện của Văn Lâm viết: gặp gỡ giám đốc điều hành câu lạc bộ nội, anh Tuấn là người đạo diễn thành công nhất của bóng đá Việt Nam khi 5 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp có được. Thật vui khi biết ở Việt Nam có những chuyên gia giỏi như vậy. Những người giỏi chuyên môn như vậy chắc chắn sẽ giúp bóng đá Việt Nam tốt hơn.
Quả thật là nếu cùng lúc hoàn tất hai thương vụ Đình Bắc cùng Văn Lâm, có thể nói rằng Hà Nội FC cũng không hề kém cạnh đội hình toàn sao của Nam Định hay là Công an Hà Nội. Tuy nhiên thì khác với Đình Bắc, việc Văn Lâm có thể gia nhập Hà Nội FC mới dừng lại ở mức tin đồn. Huỳnh Như có thể rời Lăng FC trở về nước thi đấu. Các bạn thân mến, trước việc là sẽ hết hợp đồng với Lăng FC ở Bồ Đào Nha vào tháng 4 tới thì nhiều khả năng tiền đạo Huỳnh Như sẽ về nước chơi bóng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh mà bản hợp đồng với Lăng FC sắp sửa đáo hạn thì tiền đạo Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ trở về nước chơi bóng. Cụ thể là theo truyền thông trong nước loan tin, hiện đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch gọi lại Huỳnh Như nhằm tăng cường sức mạnh trước giải vô địch bóng đá nữ quốc gia trong năm nay, sau khi đã chia tay các cầu thủ như là Bích Thùy, Trần Thị Thu và thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Được biết là với việc vừa nhận được khoản tài trợ tài chính lên đến 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm, điều này sẽ giúp cho đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh tự tin mời gọi Huỳnh Như về nước để thi đấu. Được hỏi về khả năng chiêu mộ lại tiền đạo Huỳnh Như, người đang thi đấu ở Lăng FC cho Bồ Đào Nha, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này, Đoàn Thị Kim Chi cho biết: "Bước ngoặt của bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh khiến tôi rất phấn khởi. Chúng tôi đã đặt vấn đề với Huỳnh Như để bạn ấy về giúp nhưng chưa có câu trả lời." Ngoài kế hoạch dành cho Huỳnh Như, đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hy vọng là sẽ giữ chân các trụ cột trong đội. Hiện tại thì đội bóng này đang sở hữu một vài cái tên kỳ cựu như là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, trung vệ Trương Thị Kiều. Còn về phần Huỳnh Như thì dự kiến nữ danh thủ này sẽ về quê nghỉ ngơi sau khi kết thúc hợp đồng với Lăng FC vào tháng 4, trước khi chính thức quyết định tương lai của mình. Lên phố núi thăm Bồ Đức, huấn luyện viên Park Seo ấp ủ kế hoạch lớn cùng bóng đá Việt Nam. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Seo vừa qua chuyến thăm bất ngờ đến đại bản doanh của câu lạc bộ Hoàng Anh Trần Anh. Trong lần trở lại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, huấn luyện viên Park Seo đã bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại Bồ Đức. Bồ Đức cũng chính là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa huấn luyện viên Park Seo sang Việt Nam làm việc hồi năm 2017. Sự kiện đó không chỉ mở ra giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam mà còn giúp làm hồi sinh sự nghiệp cầm quân của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ngoài Bồ Đức thì huấn luyện viên Park cũng tái ngộ nhiều học trò cũ từng một thời sát cánh ở những giải đấu lịch sử như là thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Minh Vương hay là hậu vệ Dụng Quang Nho. Đáng chú ý là đồng hành với huấn luyện viên Park Seo là người đại diện Lee Dong Jun. Thời gian gần đây thì cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam đang tham gia nhiều dự án xây dựng trung tâm bóng đá trẻ cũng như làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Chuyến đi đến Hàm Rồng sẽ mang đến nhiều gợi ý cho huấn luyện viên Park Seo trong việc triển khai các kế hoạch của mình. Đại bản doanh của Hoàng Anh Gia Lai là nơi tạo nên nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam, trong đó ghi dấu ấn lớn nhất chính là lứa cầu thủ được huấn luyện theo giáo án GMG như là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay là Tuấn Anh. Cũng trong chuyến đi đến Gia Lai thì huấn luyện viên Park Seo đến thăm nhà cố huấn luyện viên Dương Minh Ninh, người từng làm trợ lý ở đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Không thể đưa tang Dương Minh Ninh là nỗi tiếc nuối lớn của tôi. Ngày hôm nay thì tôi mới có dịp trở lại Pleiku và tôi muốn được thắp cho cậu một nén hương. Cảm ơn Ninh rất nhiều vì những gì mà cậu đóng góp cho cuộc đời, cho bóng đá Việt Nam. Tôi rất nhớ cậu." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.